Thưa quý vị nhằm thực hiện có hiệu quả đề án 06 và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động, công an tỉnh Long An bắt đầu thực hiện thanh toán trực tuyến phí thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Theo đó sau khi nhận được thông báo đóng phí qua tin nhắn, người dân theo địa chỉ gửi kèm để truy cập vào cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc tra cứu hồ sơ tại cổng dịch vụ công Bộ Công an. Kiểm tra số tiền phí phải nộp và ấn nút thanh toán trực tuyến. Tiếp đến Công dân có thể lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến và ấn nút thanh toán, sau đó thực hiện các thao tác thanh toán. Sau khi thực hiện thành công, giao diện sẽ chuyển về cổng dịch vụ công kèm theo thông báo đã thanh toán thành công. Để lấy biên lai like thu phí trong giao diện thanh toán thành công, người nộp tiếp tục ấn nút chi tiết hồ sơ và nhấn nút lấy biên lai like để tải biên lai. Like. Sau khi hồ sơ nộp phí thành công, người nộp hồ sơ cần kiểm tra thông báo email tin nhắn hoặc truy cập cổng dịch vụ công Bộ Công an để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.